võng mà không có cái giá, không không có cái võng. Đây là cây xoài. Ở trên đó có cái tượng Phật. Các bạn thân mến, khoảng 3-4 đêm nay xung quanh nhà Bảo phát ra rất là nhiều tiếng động lạ. Có khi là tiếng gõ bi, tiếng gõ của những cái viên bi mà lúc nhỏ mình thường hay chơi, bắn bi bắn đạn. Và có khi là những cái tiếng như là kéo đồ vật nghe két két két. Thì đã rất là nhiều đêm mình thường hay thức đêm lắm, mà mình nghe nó làm như có cái điều gì đó rất là lạ ở xung quanh. Bây giờ thì ngày hôm nay mình đi tìm hiểu xem coi có cái điều gì tâm linh hay không. Đây mình lấy chìa khóa còn cái đèn pin. Nhà mình đó nuôi hai con chó mà nó cứ ngóng là sổ hoài à. Ngoài đường bây giờ rất là vắng. Bây giờ là bây giờ là 23 giờ rồi. 23 giờ 25 phút mà coi như là đêm nào mình cũng nghe có cái tiếng động phát ra từ xung quanh nhà mình. Nhà mình á thì ở sát bên một ngôi chùa, thì mình không nghĩ là chùa chiền làm sao mà có những cái chùa chiền á, là một cái nơi tâm linh, và mình cũng không bao giờ nghĩ là chùa lại có những cái hiện tượng lạ đó. Tại vì nơi ấy là nơi thờ Phật, có Phật rồi, nói chung là ma quỷ cũng không có thể nào mà vào đây quấy phá được. Mà suy nghĩ lại thì ở đây là hướng bên chùa. Mà suy nghĩ lại thì những cái nơi chùa chiền thì thường sẽ có rất là nhiều điều khó lý giải. Đây là những chú chó, hai con chó ở nhà của mình, nó cứ quay qua bên phía hướng chùa mà nó sủa hoài. Thì bây giờ mình sẽ thử đi qua bên đó và xem có điều gì. Thì những cái nơi chùa chiền tâm linh thì có thờ Phật, làm sao mà có những cái âm hồn mà quậy phá được. Và nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều khi những cái nơi chùa chiền thì ít nhiều thì cũng phải có những cái vong hồn. Nhiều khi người ta đến đây người ta nghe kinh, hoặc là người ta thấy ở chùa thanh tịnh thì người ta muốn ở để tu, để nghe kinh. Và nói chung thì không phải
người cõi âm nào cũng đều là quậy phá mình hết. Hoặc là nhà mình có cái cây thì có khi là cái cây này gió nó cả vào cái mái tôn thì kêu két két, nhưng mà mấy ngày hôm nay á thì không có gió. Với lại ở ở miền Nam, ở miền Tây đang rất là nóng nè, mọi người thấy không, không có một miếng gió nữa mà làm sao mà có nghe cái tiếng kẹt kẹt, hai cái này nó cạ vào nhau mà nghe kẹt kẹt được. Rất là lạ. Ông trời ông đang chớp, đang chuyển mưa. Bây giờ là 23 giờ rồi, gần 24 giờ, có nghĩa là cuối ngày rồi. Giờ này là cái giờ của cái người âm, họ rất là mạnh. Đó, mọi người có vừa có nghe tiếng không? Bây giờ mình sẽ mở cửa và đi 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 lên chùa, đi lên hướng chùa để xem có điều gì hay không. Im lặng nghe chưa? Hai con chó nó cứ ngóng bên này mà nó sủa hoài. Mỗi lần mà tôi mở cửa ban ngày cũng vậy, tôi mở cửa là nó ào theo luôn. Ban đêm thì nó cứ ngóng, nó ngồi trên chỗ này nè, nó ngóng qua nó sủa hoài. Nó cứ ngóng lên chuồng nó sủa hoài luôn á. Ban ngày á thì ở chỗ này có cái chú thợ mộc, ổng cưa cây cưa gỗ chỗ này nè, xích đằng này nè. Thì lúc nãy và 3-4 đêm trước á, ngày nào tôi cũng nghe cái tiếng kéo, giống như là kéo cái ghế này nè, kéo những cái đồ vật này nè, két 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 két. Để tôi kéo thử cho mọi người xem nha, để tôi kéo thử coi. Mọi người nghe không, cái tiếng giống vậy luôn á. Ở đây thì không có gì, ông trời đang chuyển mưa. Ở đây là tượng Phật thì làm sao mà có những cái điều mà tâm linh khó lý giải được. Và cũng có khi là người ta muốn ở nghe kinh, hoặc là người ta muốn cho mình biết cái điều gì đó, để người ta cần cần mình giúp cái điều gì đó nữa. Ôi ôi, cái con gì á, con ếch nương gì á. Ồ, nó nhảy cái hết hồn luôn. Ở bên kia có nhà dân, người ta vẫn còn thức. Bây giờ mình đi thử qua bên kia. Ở đây có một đống đá. Hai cái cây dương này. Ở đây có hai cái cây dương, ngày xưa là bốn cây. Hai cây dương này hồi xưa cũng có nhiều cái chuyện tâm linh ở đây lắm này.
cẩn thận. Ở đây đống đá mà nó bị lõm một lỗ, người ta đã bươn rồi nè, vẫn rất là dễ bị té đây nè. Tắc kè kêu. Bên kia người ta còn thức. Đây là tượng Phật Quan Âm nè. Buổi chiều quá, có rất là nhiều người đến đây để lễ Phật. Đây là cái cột cờ. Ở trên đó có cái tượng Phật á. Ôi, ui, cứ chạy vòng vòng hết hồn luôn. Nữa nè. Mình nghĩ là ở đây thì có thờ Phật thì không đến nỗi nào đâu. Ở bên kia là khu nghĩa địa. Đây là cái nhà mồ, mọi người thấy không? Ngày xưa cái đoạn bên đó cũng rất là nhiều điều khó lý giải. Bây giờ thì người dân người ta về đây ở thì cũng đỡ lắm rồi. Nhưng mà nè, ở đây là tượng Phật. Ồ, hai con chó nó cứ chạy nó hết hồn hoài. Đèn thì sáng trưng mà ở đây là tượng Phật. Còn bên này á, mình nghĩ á, lúc mà mình nằm mình nghe là nghe ở đoạn bên này nè, là cái chỗ mà cái chú thờ mộc ở đây nè. Ban ngày thì ổng làm ở đây. Đây là cây xoài. Cái võng mà không có cái giá, không có cái võng, chỉ có cái giá võng thôi.
Ta kè kêu. Ở đây là chùa thì đang xây dựng cái đồ còn ngổn ngang luôn. Đây là mọi người xem, chỗ này là cái mái của ông thợ mộc ông làm nè. Ở bên kia là khu nghỉ địa. Mọi người thấy cái miếng xanh xanh không? Còn ở đây là nhà mình. Ở sau lưng nhà mình là có hai cái ngôi mộ. Hai cái ngôi mộ này lâu lắm rồi. Thì mỗi năm cũng đều có người thân vào. Mình là nghe những cái tiếng động một phát ra từ hướng bên này, ngay chỗ này, ngay vị trí cái xung quanh khu này nè. Bên đó là khu nghỉ địa, cũng có thể là tắc kè kêu hoài luôn á. Giờ này á, là chó sủa liên tục, đêm nào cũng vậy á. Tự nhiên đứng ở đây lạnh người luôn á. Nhà xung quanh đây nhiều người mà. Đứng đây, đứng đây. Con chó nó rần 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 rần. Chùa đây, bên này là chùa, chỉ có bên này là bên bên sau vách to này là cái khu nghỉ địa này. Ôi trời, tự nhiên lạnh người luôn á. Vòng qua bên này xem.
cửa đó thông qua bên cái khu nghỉ địa được. Ủa, con chó nó hết hồn, làm hết hồn bài này chứ. Ớn quá mọi người ơi. Thì nãy giờ mình đi một vòng để xem có hiện tượng gì hay không, nhưng mà mình không thấy gì hết. Bây giờ thì cũng đã chắc khoảng nửa đêm rồi, 12 giờ đêm rồi. Thôi đi về, khi ở lâu quá nó cũng không tốt. Về con, về 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 về. Cái kêu tôi kêu hàng chó tụi nó về. Kiểu gì mà thế nào nó cũng về, nó cũng sủa nữa à. Về con. Nè. Vô. Tao cho luôn á. Cho ngoài đâu, ở ngoài sân luôn á. Vô. Bơ 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 bơ. Đó, nó sổ nữa kìa. Bơ 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 bơ. Về luôn.